bước xuống phố sang tinh mơ, dạo qua góc công viên có bao điều người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Trời hồng rạng rỡ phố xa bỗng nhiên càng đông hơn, nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lẻ thề. Hey yeah, oh, hey yeah, oh, oh. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đậm chất thơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ, một cảm giác một cảm giác lòng chợt nhớ, một cảm giác lòng chợt nhớ. Trong bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ hương lung linh ngọt ngào hoa sữa thơm, gọi trời hôm nay tên là đẹp. Bầu trời hôm nay tên là đẹp. Chị Vân. Em là nhà du hành vũ trụ. Tạm biệt. Em là nhà du hành vũ trụ. Lần tiên là vai đúng không? Lần đường ngoài đường anh lên lần. Mọi người đây dần biết em thì thấy đây đã trả nhau gì nhé. Không có cái mà cái sự trả thù. Quay được tốt. Khỉ đâu đây? Em quần khỉ. Mình ở công trường mình khỉ. Chéo lên đi, tụi quần khỉ. Quay sát mặt Vân cùng cùng trường khỉ. Cùng trường khỉ à? Trường khỉ đúng rồi. Trường khỉ. Mày nói chuyện với dục gì cũng biết. Nhưng mà thằng đấy ngay lúc đấy các bạn ơi. Quay đấy. Tôi chết rồi. Về các hình. Lương ở đây. Lương kia đây cho nó nhiều nào.
xòe quạt ra, xòe 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 ra ra thành hình tròn. Buồn bạc quá, không bán được là còn khoe. Em phải phải phải. Mới đây cả giá rồi chương trình. Rồi, trên Facebook. Nó ngon gì ạ? Em gọi trên Face trả đi trả lời thôi. Chị ơi, thừa này. Nào phải quen. Hoài xòe quạt xấu quá Hoài so với anh kìa. Rồi để quay. Tuyền thì đói quá hát không lên. Ông Kiên thì hát đi hát lại, rồi hát lệch, rồi hát sai, rồi đủ thứ. Anh Giao Huy thì bị bị. Thật mà, đói quá hát mãi không đúng nốt ý. Thế xong bắt đầu. Xong rồi. Anh Tuyền ý, thân mà. Đói quá. Bọn em biết anh Tuyền mà đói như thế nào rồi còn gì. Thế con anh Giao Huy ăn mấy cái bánh mì chị Mai, em nói thật đấy. Năm ngoái em nhớ nhá. Năm ngoái mỗi người chỉ hai cái thôi, em nhớ ăn 4 cái. Em còn nhớ ăn bánh rốt không? Khá gì lắm vui nhỉ. Lắm vui rồi, chị một mình nó ăn hết bố hộp sữa thì hộp sống thọ này. Không, thế chị biết bánh mì đi đâu cả rồi? Bánh mì đâu? Bánh mì lúc tối đấy ra ngay. Đấy, hết sạch rồi. May may mà để ở bên phòng nữ là vẫn còn đấy mọi người, nhưng để phòng nam có khi hết rồi ý. Em chia đôi mà, có 4 túi em để nữ 2 kiểu nam 2. Chị vừa bước ra hậu trường phát lúc chương trình chưa bắt đầu, chị ơi bánh mì hết rồi. Kiểu bọn bánh mì hết rồi, em mới ăn 1 cái, em mới ăn 3 cái. Chúng mày. Mình kiểu mà nhìn lại cái này đi không? Đến sáng hôm sau chị không ăn một không ăn một cái gì. Không cần đâu, đến 10 giờ sáng sau mình đang ăn, thế là 22 tiếng đồng hồ không được bụng. Chị ngoài nước. Đến trưa chị ăn cơm xong rồi. Các bạn ơi, tớ hơn một ngày cơ. Khổ thêm gì, sáng dậy ăn luôn chứ. Ngủ đến 10 giờ thì ăn. Đi làm còn không, à đi làm còn không ăn được cơ. Cái mình mệt thôi, toàn uống nước thôi. Mình chưa từng nhịn ăn lâu như thế. Nãy 2 tiếng đồng hồ toàn nước vào bụng. Em chỉ khát nước thôi, chẳng đói em chỉ khát nước thôi. Nhưng mà lúc đấy không biết mình đang chạy làm trên gì. Nhưng cái đấy vụ đấy mình cũng biết đúng không? Mình vụ đấy không khác từ cái vụ mà trồng cái à con ngồng à, trồng cái chuối. Không phải cái gì nhỉ? Trồng đẩy. Đắp chân chống đẩy. Đắp chân chống đẩy. Gì đấy? Năm ngoài, năm ngoài. Ông ảnh chứ mặt ngửa lên nó dính như cái hạt dấu. Cái vụ ở nhà Mai á? Ừ, vụ năm ngoài. Cái xe mảnh rồi, cái xe mảnh rồi. Chính cái đấy. Mặt ngửa lên dính như cái hạt dấu. Duy không biết bộ gì lên face của chị, video ở trong face của chị năm ngoái có 25 tháng 6 năm ngoái em ạ. Mặt chiến rất thẳng mãn. Ghét quá. Hình ảnh của nó chụm lên rồi nó cứ lên xuống. Rồi ạ, chị đừng cười, em không biết làm gì. Em quá may mắn khi mà bóc phải đúng hai con trai luôn đúng không? Hai con trai luôn, không biết làm nào. Chứ không biết làm. May rồi, sao cái này vào hai thằng đấy. Mày quá trời luôn. Bốc thăm làm cái trò đấy. Thật ra là khi mà chị bày ra cái trò này. Khi mà bày ra cái trò đấy là mình đã tính cả rồi. Tính cả đáng nào được. Nhưng mà thôi bốc thăm cơ mà. Em không tính được. Không, như cái lúc thôi thì cứ mị ạ. Tính nhất ra được. Ai với cả mình phải kiểu là bò xong rồi ấy. Chị với cái Hàn đâu. Bikini nhau để tao ngót. Bốc cái vụ đấy xin đâu. Nhân con gáp của mày ấy. Em ơi chị bảo với em chị ấy chưa 100.000 của nó ấy mà. Lương của nó đã bị rút đi 100.000 em ơi. Ngẩng mặt lên thế nào nó vỡ chưa. Không phải nó đau mà nó buồn cười. Nó không đau đâu. Đau gì? Đau đấy. Bảo rau. Mẹ sao mẹ rồi. Mẹ rồi đó. Mày đang ghét tao nó vừa vừa chứ mày. Nó đen ghét tao. Mày răng rồi. Mày ơi. Không biết đâu các ông. Mày đang đè quá đau kỳ. Con trâu bò kia. Đè lưng kìa. Rồi. Đi lên đâu đổ vỡ lên đây. Kinh khủng quá. Đi khám xem còn bao nhiêu phần trăm răng. Chơi lưng mất. Mất cái rùa.
tuần một lần. Chị nghĩ là kiểu gì em cũng bị thương tật vùng lợi mà. Vào răng mà không vào lợi. Ai nhớ hồi lớp tuổi nó mà mí môi nhớ hồi lớp 12 các bạn. Phải hóa răng nữa. Dạ dạ. Nhưng mà mình đã cái mút em nghĩ là mình rất thông phát. Nó mẻ đúng gần đây. Cậu ác thế. Mình không nghĩ ra nó mạnh như thế. Thế là tao thấy nhớ hồi xem các bạn nó mẻ phát hơn rất giống em. Em một cái mút thế là bị một đứa bạn nó giật nhưng mà nó lại không bị ấy răng. Nó lại bị bục ra một miếng da mồm này. Tay nó vẫn chảy máu mồm luôn. Cái cục mấy ông băng xôi. Nhung và xôi. Chị Lê gọi là chị em bảo chị em rất là thích tú dô tan đâu. Tối qua đêm, hôm tối em sẽ nó về. Chị Lê em bảo này, gì cơ? Thế nhưng anh tú bị rối loạn giới tính hết sao? Ai bảo thế, ai bảo thế? Ai bảo thế cơ? Em Liên. Em gái, em hỏi em. Em gái cũng thẳng tính hết sao? Em bảo tôi. Con bé chắc không mọc rồi chị ạ. Mình lại nghe thành hoa sư gà. Làm thím không? Thím gì? Thank you.
quá.